Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp biết ba đời, những gì là 10? Đó là biết các an lập, biết các ngôn ngữ, biết các luận nghị, biết các quỹ tắc, biết các xưng tán, biết chế lịnh, biết kia giả danh, biết kia vô tận, biết kia tịch diệt biết tất cả không đó là mười bồ tát nhờ đó mà biết khắp tất cả các pháp ba đời phật tử đại bồ tát phát mười thứ tâm không nhàm mỏi những gì là mười đó là cúng dường tất cả chư phật tâm không nhàm mỏi gần gũi tất cả thiện tri thức tâm không nhàm mỏi cầu tất cả pháp tâm không nhàm mỏi lắng nghe chánh pháp tâm không nhàm mỏi tuyên nói chánh pháp tâm không nhàm mỏi giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh tâm không nhàm mỏi đặc để chúng sinh nơi phật bồ đề tâm không nhàm mỏi nơi mỗi thế giới trải qua bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp hành bồ tát hạnh tâm không nhàm mỏi du hành tất cả thế giới tâm không nhàm mỏi quán sát tư duy tất cả phật pháp tâm không nhàm mỏi đó là mười nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này, thì sẽ đắc được đại trí vô thượng không nhà mỏi của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ trí khác biệt. Những gì là 10? Đó là trí khác biệt biết chúng sinh, trí khác biệt biết các căn, trí khác biệt biết nghiệp báo, trí khác biệt biết thọ sanh, trí khác biệt biết thế giới, trí khác biệt biết Pháp giới, trí khác biệt biết chư Phật trí khác biệt biết các pháp, trí khác biệt biết ba đời, trí khác biệt biết tất cả ngôn ngữ, đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được trí khác biệt rộng lớn vô thượng của Như Lai. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 Pháp Đà La Ni, những gì là 10? Đó là văn trì Đà La Ni, vì trì tất cả Pháp không quên mất, tu hành Đà La Ni, vì khéo quán tất cả Pháp như thật, tư duy Đà La Ni, vì vì biết rõ tánh của tất cả các pháp pháp quang minh đà la ni vì chiếu các phật pháp không nghĩ bàn tam muội đà la ni vì khắp tất cả chỗ phật hiện tại lắng nghe chánh pháp tâm không loạn viên âm đà la ni vì hiểu rõ âm thanh ngôn ngữ không nghĩ bàn ba đời đà la ni vì diễn nói các phật pháp ba đời không nghĩ bàn Đủ thứ biện tài Đà La Ni, vì diễn nói vô biên các Phật Pháp, sinh ra tai vô ngại Đà La Ni, vì bất khả thuyết Pháp của Phật nói đều nghe được, tất cả Phật Pháp Đà La Ni, vì an trụ lực vô sở ý của Như Lai, đó là 10. Nếu các Bồ Tát muốn được Pháp này thì phải siêng tu học phật tử đại bồ tát nói mười thứ phật những gì là mười đó là phật thành chánh giác phật nguyện phật nghiệp báo phật trụ trì phật niết bàn phật pháp giới phật tâm phật tam muội phật bổn tánh phật tùy lạc đó là mười